chia sẻ khó khăn với nhân dân luôn là trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố. Những ngày này, khi thực hiện chủ trương ai ở đâu ở đó, nên một số gia đình gặp khó khăn trong vấn đề lương thực thực phẩm. Hiểu được điều này, Sư đoàn 315 đã chủ động ủng hộ sản phẩm từ tăng gia sản xuất, chăn nuôi để giảm bớt phần gánh nặng cùng các địa phương vượt qua dịch bệnh. Ghi nhận từ một buổi tiếp nhận ủng hộ tại quận Sơn Trà. Đêm muộn ngày 19 tháng 8, với Thượng úy Trần Thanh Dương, trợ lý bảo vệ an ninh thuộc Ban Chính trị Trung đoàn 143, Sư đoàn 315, thì đây là lần đầu tiên đơn vị tổ chức thu hoạch rau và các sản phẩm tăng gia vào khung giờ này. Mục đích để rau được xanh ngon và các loại thịt gia cầm khi đến tay người dân giữ được độ tươi, đảm bảo chất lượng bữa cơm gia đình. Và điều quan trọng đây là những thực phẩm sạch do chính tay cán bộ chiến sĩ Sư đoàn 315, quân khu 5 làm ra. Thật ra thì về cái việc mà thu hoạch rau thì chúng tôi là kết thúc là khoảng 5 giờ đến 5 rưỡi buổi chiều. Tuy nhiên thì hôm nay thì chúng tôi có thu hoạch rau trễ một tí. Hiện tại thì anh em đã chắc hết rau lên xe vì lý do là nhận được cái thông báo của trung đoàn thì anh em cũng chịu khó thu hoạch rau nó tối để rau nó được tươi hơn, mát hơn, sạch sẽ hơn, không có héo, để sớm mai thì chúng tôi sẽ chuyển đến tay của bà con ở khu vực quận Sơn Trà. Được biết thời gian qua, đi đôi với công tác phòng chống dịch tại đơn vị, Sư đoàn 315 cũng đã tích cực trong các hoạt động thiện nguyện, chia sẻ khó khăn cùng các địa phương. Bằng tình cảm, trách nhiệm và tinh thần tương thân tương ái, đơn vị đã chủ động vận động cán bộ chiến sĩ đóng góp các sản phẩm từ tăng gia sản xuất để chuyển đến ủng hộ bà con nhân dân trên địa bàn quận Sơn Trà đang thực hiện cách ly y tế. Và triển khai cho cán bộ chiến sĩ chuẩn bị nhu yếu phẩm như là gạo, gà vịt, rồi là các loại rau củ quả do đơn vị cán bộ chiến sĩ của sư đoàn trồng ra, thì cũng là nhân cái chuyến công tác này thì cũng hy vọng rằng là nhiệm vụ chính trị của sư đoàn 15 một phần nào đó là giúp cho bà con nhân dân ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nói chung và quận Sơn Trà nói riêng là tháo gỡ bớt khó khăn, quyết tâm là chống dịch đạt kết quả cao nhất và nhanh nhất. Thì xin được trân trọng cảm ơn tấm lòng của cán bộ chiến sĩ sư đoàn 315 đã quan tâm hỗ trợ ủng hộ đối với nhân dân trên địa bàn quận Sơn Trà, nhất là trong cái thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, hết sức phức tạp ở trên địa bàn của quận. Thì mặt trận chúng tôi cũng sẽ là cái cầu nối nối giữa cái tấm lòng hảo tâm của cán bộ chiến sĩ sư đoàn 315 đến với lại lực lượng phòng chống dịch cũng như là nhân dân trên địa bàn quận Sơn Trà. Vì trong thời gian giãn cách xã hội nên những sản phẩm ủng hộ của bộ đội được quận Sơn Trà tiếp nhận tập trung và phân công nhân lực chuyển đến tận tay cho nhân dân trên địa bàn. Với 350 kg rau củ quả, 500 kg gạo, 50 lít nước mắm cho đơn vị sản xuất và một số nhu yếu phẩm cần thiết khác. Các phần quà tuy không nhiều nhưng đã thể hiện rõ tình cảm, trách nhiệm, sự đoàn kết, đồng lòng của cán bộ chiến sĩ sư đoàn với mong muốn góp một phần nhỏ giúp nhân dân quận Sơn Trà nói riêng và thành phố Đà Nẵng nói chung sớm vượt qua giai đoạn khó khăn, ổn định cuộc sống, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm ra ngoài cộng đồng.